đình, em ở bên gia đình chồng 12 năm đó anh. À, em có gia đình rồi. Cái công ngôn đức hạnh mình đi hàng đầu ấy. Em lập gia đình rồi, em có mấy con rồi? À dạ, em lập gia đình được 12 năm, em có 2 cháu. À, em ly hôn đến thời điểm này là được 5 năm. Con trai hay gái em? Dạ, hai công chúa hết anh Nguyễn Linh. Hai công chúa giống anh đó hả? Em ly hôn từ lúc bé nhỏ, từ mới có 8 tháng à. Trời ơi. Lý do gì mà con còn nhỏ mà mình đưa ra một cái quyết định như vậy chị hả? Nói chung trong cuộc sống hôn nhân mà một cái cuộc hôn nhân nó đổ vỡ thì mình cũng không đủ thừa cho nam hay nữ. Cảm thấy cái mối quan hệ hôn nhân nó tới thời điểm đấy nó không còn duyên nợ nữa. Dạ. Thì bản thân em là tự kết thúc cuộc hôn nhân. Em tên là Lê Thị Mỹ Kiều. Em sinh năm 1987. Quê thì Quảng Ngãi nhưng mà hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở Sài Gòn là chị sống với ai? À, sống với hai con. À dạ. Kiều làm gì Kiều? Hiện tại giờ là em đang kinh doanh tự do anh. Trước đây em là một đầu bếp nấu ăn cho học sinh, sinh viên. À, wow. Hay quá, vậy là nấu ăn ngon rồi ha. Mời em trai. Mình xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Mình tên là Trần Ngọc Nam, sinh năm 81. Hiện tại đang ở tại Gò Vấp. Công việc của mình cũng giống như bạn nữ bên kia là làm công việc tự do. Trước đây thì mình có làm bên sân bay nhưng mà làm được 7 năm thì mình thấy công việc không có được phù hợp nên ra ngoài làm tự do về bất động sản. À, kinh doanh buôn bán môi giới bất động sản đúng không? Tự mình làm chứ. Tự làm luôn. Dạ. Giờ Nam ở Gò Vấp với ai? Dạ với mẹ và em trai. Đó là nhà riêng của mình luôn đúng không Nam? Dạ dạ. Nếu mình lấy vợ về thì phải làm dâu mẹ đó luôn đúng không? Dạ, nếu mà lấy vợ về thì năm đầu tiên em có thể là em với vợ em sẽ thuê một cái chung cư để ở khoảng chừng từ nửa năm tới năm cho hai người tìm hiểu nhau kỹ hơn rồi sau đó thì sẽ về nhà ở với mẹ em. Ủa gì kỳ vậy? Đúng là phải vậy. Ủa cái quy trình gì mà kỳ vậy? Thì nói chung là cho bên nhà gái người ta khỏi phải bỡ ngỡ, cho quen dần dần, cho thoải mái. Lúc đầu phải thoải mái. Làm dâu thì cũng hơi áp lực. Dạ. Em không ngại đâu anh ơi, em làm dâu 12 năm rồi em không ngại vấn đề ở đâu. Trời ơi, xuất sắc. Ủa làm dâu 12 năm là sao em gái? Nghe đó, em đi lập gia đình, em ở bên gia đình chồng 12 năm đó anh. À, em có gia đình rồi. Cái công ngôn đức hạnh mình đi hàng đầu ấy. Em lập gia đình rồi, em có mấy con rồi? Dạ em lập gia đình được 12 năm, em có 2 cháu. Em ly hôn đến thời điểm này là được 5 năm. Con trai hay gái em? Dạ hai công chúa hết anh Quyền Linh. Hai công chúa giống anh đó hả? Gái lớn là nhiêu? Dạ gái lớn đang ngồi dưới sân khấu anh, 13 tuổi. 13, cái nhỏ? Bé nhỏ năm nay lớp 1 ạ. Trời, mới lớp 1 à? Dạ em ly hôn từ lúc bé nhỏ, từ mới có 8 tháng à. Trời ơi. Lý do gì mà con còn nhỏ mà mình đưa ra một cái quyết định như vậy chị hả? Nói chung trong cuộc sống hôn nhân mà một cái cuộc hôn nhân nó đổ vỡ thì mình cũng không đủ thừa cho nam hay nữ. Cảm thấy cái mối quan hệ hôn nhân nó tới thời điểm đấy nó không còn duyên nợ nữa. Dạ. Thì bản thân em là tự kết thúc cuộc hôn nhân đấy. 12 năm có hai đứa con rồi. Dạ. Phải có cái gì dữ dội lắm có dẫn đến cái trường hợp như vậy? Em là người đơn phương ly hôn và quyết định sau một năm thì em mới ly hôn xong và em một mình em nuôi hai cháu suốt 5 năm nay. Phụ nữ họ có thể chịu cực, chịu khổ được. Nhưng mà để cảnh chung chồng thì em không cam được. Để cảnh chung chồng thì em không cam được. Rồi. Nên cái đó là cái quyết định em đưa ra một cuộc hôn nhân ly hôn nó là như vậy. Dạ. Thôi nào chúng ta không khóc nữa. Hỏi những người phụ nữ có gì phải khóc hết. Chúng ta nhắc lại để nó là một cái dấu chấm ở trong cái cuộc đời của mình. Chúng ta không nên rơi bất kỳ một cái giọt nước mắt nào cho những cái chuyện quá khứ mà nó không hay như vậy nữa hết ha. Cố gắng lên. Dạ chào anh. Chào em. Câu chuyện bên đây tội nghiệp quá. Lan là Lan thấy tội nghiệp á, anh thấy thì sao? Nói chung là anh cũng đồng cảm. Dạ. Tức là câu chuyện của anh phải chăng nó cũng có một cái sự tương tự như vậy? Trường hợp anh nhẹ nhàng hơn. Nói chung là anh ly hôn được cũng 5 năm rồi là, nhưng mà sống với nhau thì chỉ chưa được 2 năm. Nên tình cảm nói chung là chưa có dữ dội như bạn kia. Dạ. Con cái thì sao? Con cái cũng chưa có đứa nào. Chưa có luôn? Chưa có. À. Em thấy anh rất là xúc động. Điều gì khiến anh xúc động như vậy? Dường như nếu như mà anh không kiềm chế là anh đã rơi nước mắt rồi đó. Không, anh do anh là người có hay cảm xúc tí thôi. Dạ. Nhưng mà hai vợ chồng ở nhau cũng mấy năm mà không có con. Dạ. Đó có phải là nguyên nhân để mình chia tay không? Cái đó có thể là một phần, hoặc là em nghĩ nó cũng có là một phần đó. Nếu mà có một bé thì em nghĩ chắc cũng
em sẽ giữ lại cái cuộc hôn nhân của em vậy rồi. Dạ. Bây giờ em muốn có người yêu thế nào em nói thử xem. Anh mong muốn có một người phụ nữ như thế nào? Anh thì ngoại hình thì dễ nhìn rồi biết lo cho gia đình. Chẳng hạn như mẹ anh cũng lớn tuổi, anh cũng cần người về chăm sóc. Dạ. Anh thì hay đi nhiều, với lại biết dạy dỗ con cái, bớt bớt lên mấy cái mạng xã hội này kia rồi. Sao vậy anh? Sao mà anh không cho người ta đi lên mạng xã hội vậy? Anh nói thiệt chứ biết bao nhiêu cuộc ly hôn là từ ba cái mạng xã hội đó ra. Đúng, cái đó cũng là một phần đúng đó. Chẳng hạn chuyện gia đình mà chưa chia sẻ với chồng mà thiên hạ biết trước rồi, chồng biết cuối cùng đó, mấy cái đó là không được đó. Đây, cái đó cũng là một trong những cái điều mà chúng ta chú ý nha. Dạ. Nói ra cái ý kiến của anh này rất là hay đó. Em có những cái ưu điểm khuyết điểm gì em gái? Điểm yếu của em thì hay mềm lòng trước những cái hoàn cảnh hay là một cái gì đó, nói chung là hay mít ướt. Còn cái điểm mạnh của em thì là một khi em cương quyết bất cứ một cái công việc lớn nhỏ gì đó là em sẽ làm được nó và em sẽ thực hành được cái khía cạnh của mình. Ví dụ em muốn đạt lên một cái đích thành công nào đó, một năm em làm không được em phải 2 năm 3 năm, trừ khi nào mà em thành công được cái mục tiêu em đặt ra thì em mới bỏ cuộc. Em muốn mẫu người đàn ông thế nào? Cái mẫu người em thích đó thì cao một tí, tại vì em cao tới 1m6 mấy lận, mà nếu mà lùng quá thì nó cũng khó coi. Khó đâu, đâu khó coi, cũng bình thường đó. Thì em thì xấu đẹp không quan trọng, nói chung là em chỉ cần một người đàn ông biết cái hoàn cảnh của em thì chấp nhận em, thì phải biết lòng bao dung, thương con em và chấp nhận con em như con ruột của mình. Đó là cái điều mà em mong muốn là như vậy. Chúng ta đã chia sẻ, hai bên cũng đã hiểu sơ sơ hoàn cảnh của nhau rồi. Bây giờ mình hỏi người thân. Nhà gái đi với ai nè? Đi với con gái. Oh wow. Chào con. Con chào cô Ngọc Lan và chú Nguyễn Linh. Con tên là Nguyễn Lê Như Huyền. Năm nay con học lớp 7. Con 13 tuổi. Con có muốn mẹ có một người bạn giống như là chú vậy đó, để mà tâm sự chia sẻ rồi đưa mẹ đi chơi cũng như đưa con đi chơi không? Dạ có. Rồi nè, con nhìn chú này nè, con thấy chú này là con thấy là con chịu không? Dạ cũng được, tùy theo mẹ con quyết định. Tùy mẹ con quyết định hả? Con có đặt câu hỏi gì cho chú không? Dạ không. Sao con khóc vậy con? Sao con khóc? Hay là con thương mẹ con, hay là con nghĩ là mẹ con đi lấy chồng hả? Thương con. Con thương mẹ. Con thương mẹ hả? Sợ lắm, sợ mẹ đi lấy chồng. Suốt 5 năm qua là một mình mẹ nuôi, nên mỗi lần mà thấy bạn bè mà ba của bạn bè chở về tâm sự với mẹ khóc hoài. Sao ba ở gần con mà không bao giờ thấy ba qua thăm con? Cháu nó đang mũi lòng là sợ em đi một bước nữa rồi liệu cái người đó có thương em không và thương hai chị em nó hay không. Nên cái đó là cháu nó hơi bị mũi lòng. Em ở nhà em cũng có trêu cháu là nếu mà mẹ lên đó mẹ bấm nút mẹ chọn chú thì con có đồng ý không? Thì cháu nó có trả lời thì nếu mẹ cảm thấy mẹ vui, mẹ hạnh phúc thì mẹ đâu con sẽ ở đó. Nên cháu nó trả lời với em là như vậy. Trời, nên nó hơi bị mũi lòng. Nín nè, nín. Tại cháu nó đã thiếu tình thương của cha nên nó rất là sợ. Sợ em đi một bước nữa rồi người ta lại không thương rồi này nọ kia. Con còn nhỏ lắm, con không có nên sợ những cái điều này ha. Cô Lan tin là mẹ con sẽ rất là sáng suốt để mà chọn một cái người đàn ông đồng hành với mẹ, cũng như là mẹ sẽ chọn được một người có thể yêu thương tụi con. Con hiểu không? Con muốn mẹ vui đúng không? Thế thì mình vui ha. Em ở ngoài ai cũng bảo nhìn em mạnh mẽ lắm, nhưng mà đúng em rất là mạnh mẽ. Em kiên trì trên cuộc sống, nghị lực lắm, nhưng mà đôi lúc mình cũng chạnh lòng á anh. Chạnh lòng lắm. Có lẽ rằng những cái chia sẻ đó nhà trai cũng hiểu ha. Dạ. Em đi với ai? Đi với mẹ. À có mẹ. Rồi, chào cô. Con chào cô ạ. À, chào Quỳnh Linh, chào Ngọc Lan. Cô là mẹ của Trần Ngọc Nam. Cô thấy cái hai cái hoàn cảnh này nó giống như là cái chuyện tới hay sao tương đồng. Mà đối với cháu gái đây có hoàn cảnh cô cũng rất là thương. Hai đứa con thì con cũng đừng lo. Nếu mà tụi con bấm nút là bác coi hai đứa con này là cháu nội ruột này. Dạ con không phải là cháu là con của con mà là cháu bà. Dạ. Và con của Trần Ngọc Nam luôn. Dạ. Mình thương nó là nó thương một đứa trẻ con. Mình phải thương cho nó học ở nơi đến chốn và dạy dỗ con đến người. Thì cô thấy con với Trần Ngọc Nam thì là cũng đồng cảm với nhau.
tụi con cho nhau mình cơ hội. Nếu được thì tụi con tìm hiểu để chuyển xã hơn. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Được quá, được bà. Rồi, thôi. Mở ra. Câu chuyện còn lại là của Nam đó. Bắt đầu đi Nam. Lần đầu tiên gặp, cùng tặng em. Rồi, con hoa đẹp quá. Rồi, quay hai người đứng vô coi là có con đó. Cũng hợp tình hợp lý đúng không tại mọi người? Mang guốc hơi cao thôi. Tại vì mang guốc thôi. Ừ. Hai bạn về ghế ngồi rồi. Đi. Chúng ta đối diện với nhau trò chuyện đi các bạn. Em có câu hỏi gì cho anh không? Anh nói em sao? Về cái ngoại hình đồ này kia thì anh nói chung là anh cũng chịu. Yeah. Về bên cái hoàn cảnh của bên gia đình em á, nói chung là anh cũng cảm thông đó. Nhưng mà cái vấn đề là anh sợ là tại vì anh chưa có kinh nghiệm, con cái cũng chưa có ấy á, mà mấy bé này nó lớn á, nhiều khi cái tính của nó đó, anh sợ là anh không lo được cho nó không chăm được cho nó, tại vì mình đâu chưa có con nên mình cái không biết nó có làm được hay không cái chuyện đó. Anh sợ con bé nó về ví dụ như là em bước thêm bước nữa sợ ảnh hưởng tới tâm lý của bé nè. Dạ cái đó thì cái đó nó cũng một cái khuyết điểm, nhưng mà con nít bây giờ mà nếu mà mình thấy bé rất là dễ thương với lại công sinh thì không bằng công dưỡng, quan trọng là tấm lòng của anh là anh thương con, anh chăm sóc cho con, anh cứ xem như con ruột của mình thì tình thương một ngày nó mỗi lớn thì cháu nó sẽ hiểu. Dạ anh em chưa từng có con? Chưa từng. Nếu mà lần này mà em bấm nút nữa là anh là một mẹ mà hay ngán luôn đó. Đó, bà nội nói tốt. Nói kìa. Tốt chứ sao kìa. Thí dụ mà mình có duyên có nợ mà mình lấy nhau về mà tại vì hai con em đã có hai con rồi mà anh thì chưa có thì tất nhiên là anh có muốn sinh một đứa con không, hay là thí dụ vậy em nói là em lấy anh nhưng mà em không muốn sinh con nữa thì anh có chịu hay không? Cái đó anh cũng đồng ý thôi. Anh nói chung là cũng không có cái quan điểm về ruột hay là không ruột lắm. Tự nhiên em nói nít thì mình thương nó thì nó thương mình thôi. Mà cái anh lo là mình có chăm nó được. Anh này đã không phải lo. Con em nó thấy vậy cho cháu nó rất là dễ chịu, rất là dễ tính. Nói chung là anh thương nó là nó tự cắt nó thương anh thôi. Có bà nội lo. Có bà nội lo. Bà nội nãy giờ là coi như rất là thương cháu luôn á. Bây dạ hồi nãy em nghe bác nói cái câu đó thì em cũng rất là vui, cũng rất là mình cảm thấy mình bị ấm lòng á. Đúng. Dạ. Em có một cái khuyết điểm, anh có thích phụ nữ xung mình không? Anh không để ý chuyện đó. Tại công việc của anh nói chung là cũng tiếp xúc nhiều loại người đó. Tại vì trên người em có hình xăm. Mà hình xăm trên người em là nó có mang một cái dấu ấn và một cái kỷ niệm. Dạ. Bây giờ em gái đứng lên nào. Không, bây giờ không có khóc nữa. Khóc nào. Hai người nhìn thẳng nhau. Nam nó còn nhát, nó còn ngại chút xíu. Bây giờ em nói chuyện người phụ nữ này, em thấy có gì hợp với mình không? Anh muốn nói chung mình tìm hiểu thêm được không em? Thì quan trọng cái nút này xíu nó như thế nào. Anh thì cũng muốn lập gia đình rồi, nhưng mà bây giờ của anh là anh thấy sợ anh không có. Cái sợ của anh là đang sợ là không lo được cho con em đúng không? Và đúng đang rồi. Sợ cháu nó đối lập lại đúng không? Đúng rồi, đúng thì rồi. Cái đó là cái theo 5 tháng mà có công mài sắt thì có ngày cũng nên kim. Mình thương nó thì có thể là nếu mà để chấp nhận anh ngay và liền thì có thể đó là một cái khó cho cháu, nhưng mà nếu anh dùng với tình thương và lòng chân thành bao dung thì cháu nó sẽ có một cái sự nhìn nhận vì cháu nó đã đủ tuổi trưởng thành mà. Nói chung là anh muốn bé nó phải thân thuộc với anh chút xíu thì dùng mới thì làm sao mà biết được. Cái đó là tùy thuộc vào anh. Rồi ok, về ghế ngồi đi các bạn. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Nam không bấm. Anh xin lỗi nha, anh muốn tìm hiểu thêm. Dạ. Muốn tìm hiểu thêm. Em nghĩ là em muốn lập gia đình, nhưng mà em biết cái khả năng của em với lại cái tính cách của em á. Nhiều khi mà em chăm hai bé như vậy em sợ là em làm không nổi.
sợ là sẽ phát sinh ra những cái chuyện mà mình không có nghĩ tới, không có lường trước được á. Là em cũng không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại của bé. Em thấy nãy nói chuyện thì mày đi một bước thì em thấy bé rất là xúc động. Em muốn giữ nguyên cho bé để bé trưởng thành thêm tí nữa. Cũng hợp lý. Chúng ta đã đưa ra quyết định. Nếu vậy thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Dạ gái. Chào em. Trời ơi, dễ thương quá à. Mời nhà trai. Mời em ngồi. Mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Cô gái đáng yêu, dễ thương, xinh xắn như búp bê vậy đó. Dạ. Chào chị Ngọc Lan, chào chú Yên Linh với bạn bên kia. Chào quý vị khán giả, em tên là Huỳnh Mỹ Kim. Hiện tại em là dược sĩ tại làm việc và sống tại Cần Thơ. Dược sĩ. Dạ. Mỹ Kim năm nay bao nhiêu tuổi cơ? Dạ, em năm nay 26 tuổi. Rồi, Mỹ Kim 26 tuổi làm dược sĩ ở Cần Thơ. Rồi, mời em trai. Chị vuốt tóc lại cho. Tóc sao mà đẹp dữ vậy. Em làm công việc gì? Okay. Nhân viên bảo trì hả? Bảo trì máy lạnh này kia. À, máy trong xưởng, máy kỹ thuật rồi đó hả? Rồi. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì em? Nói lớn lên đây. Em nói lớn lên xíu nè. Cho chị miếng chứ chai trà sữa chị. Điểm 1, 2, 3. Ok. Dạ. Yeah. Hả? Đèn bên nữ. Các bạn thử mic của bạn gái bên kia chưa? Bạn gái ok chưa? Dạ. 1, 2, 3. Dạ, 1, 2, 3. Ok chưa? Tiếp tục ạ. Rồi. Bây giờ mình nói một ưu khuyết điểm của mình đi nhà gái. Dạ. Ưu điểm của em thì cũng hơi nhiều nhưng mà em xin phép em nói khuyết điểm trước nha. Ok. Em hay quên. Em không biết nấu ăn. Với lại là em là người sống thiên về tình cảm hơi nhiều á, nên là em mau nước mắt. Hay quên nè, không biết nấu ăn nè, mau nước mắt nè. Chị nghĩ là những cái khuyết điểm này của em sau này, sau chương trình ngày hôm nay thì sẽ có người khắc phục giùm cho em. Dạ, em cũng mong vậy. Rồi, còn ưu điểm của mình? Dạ, ưu điểm là em vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình với mọi người. Nhưng mà nhiệt tình hơi bị... hơi quá không? Dạ, hơi quá. Tại vì do là cái ngành học của em á, với lại em cũng đi làm ở ngoài, nên là hay là có khách hàng tới hoặc là bệnh nhân tới thì người ta bị thương gì thì em tiếp luôn. Em còn một cái ưu điểm nữa mà chị Lan rất là thích, đó là mái tóc. Chị rất là yêu mái tóc của em. Cảm ơn chị Lan. Rồi, nhà gái bên này nền nã, thướt tha, dễ thương lắm, đáng yêu lắm. Mời nhà trai nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm là hiền lành, thật tha. Nhược điểm là con nhỏ, ít nổi. Dạ. Em có mấy mối tình rồi em trai? Dạ, em còn một mối tình. Một mối tình? Dạ. Lâu không? Dạ, khoảng hơn một năm. Lý do tại sao mình chia tay? Lý do bạn gái đi làm ở nước ngoài. Thời gian yêu xa rồi
nhạt, tình cảm nhạt dần rồi chia tay. Xa mặt cách lòng rồi đúng không? Dạ. Đó là yếu tố khách quan. Rồi mời nhà gái. Mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Dạ hồi đang tính về mối tình chính thức thì em chưa có, nhưng mà dạng như gà bông gà ơ này kia thì có cỡ khoảng 2 mối tình. Là tìm hiểu rồi yêu đương sơ sơ vậy thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Là thấy không hợp thôi. Dạ. Mối tình trẻ con gà bông hả? Dạ. Trời con bé này sao nó dễ thương dữ vậy trời. Bên đây mới kinh nghiệm yêu đương gì chưa trời. Bên đây cũng chắc không nhiều lắm đâu. Dạ. Hả? Bây giờ mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào vậy em gái? Em muốn tìm một nửa mảnh ghép yêu đương của mình như thế nào? Hình mẫu như thế nào? Tính tình như thế nào? Dạ, nói về hình mẫu thì do là em hơi thấp một xíu nên là em muốn bạn nam phải cao hơn em. Rồi, để chị qua chị coi. Cao hơn. Chưa qua coi nhà gái người ta mà biết người ta bây cao. Giờ em nói lại cho chị Lan nghe nè, em tên gì, em đến từ đâu, nãy giờ chị Lan chưa nghe đó. Em tên Nguyễn Vũ Quốc. Năm nay 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện đang làm việc ở Đồng Nai. 29 tuổi hả? Là bảo trì đo máy móc ở trong một cơ gọi là xí nghiệp nào. Làm việc ở Đồng Nai hả cưng? Dạ. Đúng rồi. Cao em ơi, cao hơn em á. Cao hơn em cỡ bao cao vậy chị? Chút đo biết chứ chị thì chị nhìn thấy là cao hơn em. Rồi còn gì nữa? Cao hơn em nữa gì nữa? Đừng mập quá. Cũng đừng ốm quá. Mình nói vừa người lắm. Nói gì nữa? Có tưởng tượng ra người yêu của mình giống giống ai không? Dạ, cái đó thì em không có. Vậy hả? Em không có đặt hình mẫu quá cao. Tại vì em sợ bị lọt hố. Rồi gì nữa? Em thích cái điểm gì ở người đàn ông của em? Em thích là bạn nam biết thể thao một xíu. Tại dù vậy em cũng biết chơi nhưng mà ít thôi. Em chơi môn gì? Em thấy em nhỏ con nhưng mà em chơi bóng chuyền. Trời đất ơi trời. Rồi. Bà chơi bóng chuyền sao bà không dài ra ta? Bóng chuyền đâu phải ai chơi cũng dài ra đâu. Ủa, bóng chuyền rướn lên là mà phát triển chiều cao dữ lắm á. Dù khi nó về cái cơ địa mình không rướn lên nổi. Nhìn dạ, bánh tuôn lắm. Tại em chơi ít đó. Chơi ít quá mà. Đúng không? Vậy tập bơi đó đi. Rồi em trai. Không biết bơi. Em muốn người yêu của mình như thế nào? Dạ, mẫu người yêu của em là cao trên 1.5 m. Hiền lành, thật thà. Trời ơi anh ơi, em không đủ 1.5 m. Bà con chút xíu. Mấy như con búp bê vậy. Bà con chút quá à. Thấp xíu không được không sao? Thấp xíu không được hả? Thật ra nhỏ nhỏ dễ ẩm. Dạ. Còn có ôm ôm vô là tới ngay ngực thì đã lắm, ấm lắm. Dễ thương là được rồi. Mẫu hình lý tưởng sao nè? Mẫu giờ chiều cao là không đủ rồi đó, bớt xuống được ha. Mẫu hình lý tưởng thì em nhìn là em thích thì được là được rồi. Nhìn thích là được đúng không? Dạ. Nhỏ nhỏ cho nhỏ nó ham mà. Rồi có cái gì mà em không thích ở phụ nữ không? Dạ không lễ phép với người lớn. Không lễ phép. Đây là lễ phép rồi, vừa gặp tôi chào liền lễ phép liền. Dễ thương, cười tươi, mặt sáng lắm. Nha. Dạ. À. Nói chứ chiều cao mình cũng có, mình bù lại rất nhiều cái hơn chiều cao mình luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Thông minh à. Tại thường con tư vấn cho khách hàng, con nói chuyện thì khách hàng cũng thích cái cách nói chuyện của con thôi. Chứ đâu có nhìn tướng con đâu. Tư vấn sức khỏe mà, tư vấn tình cảm nè đúng không? Dạ tư con. Tư vấn gì nữa? À, nói chung là về tư vấn thì con cũng ok á. Tư vấn tình cảm luôn hả? Đúng rồi, tư vấn tình cảm. Dạ, tại em có mấy đứa em dạng nhỏ nhỏ phía sau, dạng tuổi học đường này kia. Em cũng có hay tư vấn cho mấy bạn đó nữa. Em tư vấn sao cho chị Ngọc Lan chỉ có người yêu là được rồi. Em còn chưa có, sao tư vấn cho chị có nữa. Thấy thương không? Được rồi. Bây giờ là mình có đi dai không? Dạ có, đi với mẹ với lại em. Có mẹ hay với em gái hả? Dạ cái này em của con dì Út. À rồi, vậy có mẹ được rồi. Chào nhà rồi. Gái. Chào nhà gái. Chào Quỳnh Linh. Dạ. Chào Ngọc Lan. Dạ. Chào chương trình. Dạ. Cô thấy thằng trai bên đây sao? Theo như mẹ ngồi ở dưới đây mà mẹ quan sát thì về vấn đề chiều cao mà con đưa ra là không đạt. Nói chung hai bên không có nào đạt hết trơn. Nhưng mà con à cho cô hỏi là con cao mét mấy vậy con? Con cao 1.7 m. Mét 7 thì 7 là cao rồi đó. Đúng rồi.
mẹ thấy được. Ngắn gọn vậy thôi. Thì chừng nào cô cho con gái lấy chồng được? Vấn đề lấy chồng á là tình cảm của chúng nhỏ thì để cho nó tìm hiểu đủ lớn thì tôi rất mong điều đó. Tại vì gia tài tôi có hai đứa con à, mà giờ còn có mình nó thôi. Tôi cũng rất mong điều đó, chính tôi là bắt ép nó đi tham gia chương trình luôn. Ủa vậy đó hả? Trời ơi, dễ thương quá. Xin phép chương trình để cho hỏi con thêm chút nha con. Quê con ở đâu? Dạ quê ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi góc con vô trong này con làm là con ở đâu? Dạ con làm ở Đông Nai, con ở trò đó. Hỏi thêm con nữa nha, ba mẹ khỏe hay sao con? Dạ. Ba mẹ con? Sao con? Ba mẹ khỏe hay sao? Dạ khỏe, dạ đều khỏe hết rồi. Rồi con có mấy anh chị em? Năm người. Năm anh là chị con em. Người thứ mấy? Con là người thứ tư, con đứa em gái nữa. Còn mấy người kia là có gia đình rồi hả con? Dạ còn người con mình con à. Còn mình con thôi. Tức là tại sao mà cô, sở dĩ mà cô hỏi nhiều như vậy là tại vì cô đến cái chương trình này là nghiêm túc. Cô muốn tìm một nửa mảnh ghép cho con của cô là đi đến hết cái cuộc đời, chứ không phải là quen nhau để rồi thư giãn hay là gì đó, không phải như vậy. Nên là cô tìm hiểu sâu sắc như vậy để mà cô gả nó đi. Thì bây giờ còn có một mình đó thôi. Dạ đúng rồi, cô hỏi gì đúng rồi đó. Cô thì nói thêm cho cô rõ nữa nè. Là nhà ba mẹ đang làm công việc gì? Dạ ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, giờ hồi xưa là ba đi buôn. Mẹ ở nhà nội trợ chăn nuôi heo. Hiện tại ở Vũng Tàu luôn hả con? Dạ ở Vũng Tàu. Vũng Tàu mình ở vùng nào? Ở Xuyên Mộc. Xuyên Mộc, Bà Rịa. Dạ. Đúng không? Ngay gần suối nước nóng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Ở đó có vườn tược gì không? Dạ có. Có vườn tiêu mà giờ cứ chết hết rồi giờ. Giờ trồng lại cái điều. Được mấy sào? Dạ được 7, 8 sao gì đó. Khỏi trồng tiêu. Xuyên Mộc giờ đất có lên rần rần luôn. Thật tình mà nói thì cô không phải muốn nói nhiều lắm, nhưng mà có điều là những cái gì mà mình quan trọng thì mình cũng cần nên nói cho nó rõ ràng một chút. Có nghĩa là khi mà cô đến đây là cô muốn tìm một nơi để cho Mỹ Kim nó dựa dẫm cái quãng đời của nó. Tại vì cô già rồi, cô không biết cô sống được bao lâu mà lo cho nó. Tại vì mình muốn cho nó an phận của nó rồi mình mới yên tâm được. Nên là cô hỏi hơi nhiều, con thông cảm không nha. Sao cô? Còn hỏi gì nữa không cô? Không hỏi nữa, nhưng mà mẹ thấy được. Mẹ thấy được. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Bây giờ Quỳnh Linh hỏi giùm cô nè. Không. Ở nhà giờ còn ba mẹ ở gia ấy đó. Dạ hai ông ba gia bây giờ. Hai ngoài già ở chăm sóc 7 vườn tiêu đó, 7 sào tiêu đúng không? Dạ. 7 sào tức là 7 công là gần mẫu tiêu đó. Mà đất Xuyên Mộc gần mẫu giờ. Khá lắm. Khoan, tại vì Quyền Linh hỏi thành ra là cô hỏi thêm một chút nữa. Có nghĩa là khi mà cưới dâu về có làm dâu không con? Dạ con, cái đó thì tùy bạn nữ. Cô thì không có ngại vấn đề làm dâu. Tại vì dâu bây giờ cô cũng có một con dâu cô cưng, nó còn cà nanh nữa. Cưng còn hơn con gái nữa, cô không ngại điều đó. Nhưng có một điều băn khoăn là tại vì nó từ nhỏ lớn là nó chỉ ăn rồi nó học thôi. Nó học 5 năm đại học xong rồi nó học sau đại học 2 năm. Tối ngày cô lo cho nó đi học không à. Nó không có biết nấu nướng gì hết trơn á. Nếu như mà có làm dâu á thì con cũng phải hỗ trợ cho nó. Dạ dạ. Cái đó là cô nói thật. Nó không biết nấu gì hết trơn luôn. Cái đó có làm được. Nó đi học không rồi nó đi làm. Vậy đó. Rồi. Có thấy là đúng chỗ dựa dẫm được rồi đó. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn con. Rồi cảm ơn cô. Bạn trai đi nha. Dạ. Bây giờ em đi với hai bạn đồng nghiệp. Rồi mời bạn đồng nghiệp chia sẻ một chút nào. Cầm video đi em. Dạ chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan, chào bạn gái, rồi chào cô, rồi chào mọi người. Em là bạn đồng nghiệp với Quốc. Hôm nay hai đứa đi theo cổ vũ ấy. Cổ vũ Quốc đó, em đó. Thấy sao? Dạ nhé, bạn gái thì em nhìn thấy dễ thương. Dễ thương lắm, nói chuyện cũng dễ nghe. Em nói trong đây em chấm được. Chấm được ha. Rồi, mấy hợp rồi đó. Ủng hộ quyết liệt đúng không? Dạ đúng rồi. Nhắn bạn mình gì đi Quốc ơi. Ráng nghe, thấy bạn gái này khó lắm gặp được ở Quốc à. Ok, có năm anh ráng chờ em. Em đi mừng về cho anh nha. Giờ là mọi người muốn đám cưới sớm lắm rồi đó. Đúng rồi, cuối năm. Rồi. Cuối năm là còn nha. 6 tháng nữa thôi đó. Rồi, mở rào.
Mời bạn trai. Anh cảm ơn quá thằng em. Dạ, em cảm ơn. Để chị cầm cho. Dạ. Em cũng có quà tặng anh. Anh cảm ơn em. Hai người đứng kế nhau xíu, đứng sát vô coi. Dạ. Hợp không? Hợp lý quá trời. Cười tươi chụp tấm hình, cười tươi chụp tấm hình coi nhìn phía trước. Đó. Hợp không cô? Hợp lý mà, đâu có thấp gì đâu. Trời dạ, ơi, mang dài là... Ngoài quà cho bạn nam thì em cũng xin có chút quà đặc sản của Cần Thơ em tặng cho hai MC. Rồi, được rồi, chị cảm ơn em. Em gửi chị. Cảm ơn em. Dạ. Bánh tét lá cẩm Cần Thơ. Chú. Đó. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Cảm ơn con. Rồi, hai đứa ngồi nói chuyện ra nào. Dạ chào anh. Hồi nãy nghe anh nói là anh ở Bà Rịa hả anh? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Anh vô đây làm lâu chưa? À, anh ở làm ở Đồng Nai 5 năm rồi, khoảng 5 năm rồi. Dạ. Có khi nào mà tiếp xúc với dược sĩ nhiều không anh? À, có chứ, đi mua thuốc luôn tiếp xúc. À, vậy là anh đi mua thuốc nhiều hả? Là không khỏe nhiều hả anh? Không không, vậy là lúc còn cảm là cũng đi mua thuốc mình tiếp xúc. Vậy là anh có khỏe không? Khỏe chứ, anh khỏe lắm. Kiểm tra sức khỏe liền em. Thử được không anh? Được, được. Anh thích đất thường là hết cỡ nhiêu cái? Anh thích thường khoảng 30 cái. Mà lên đây chắc khoảng... Cho nó nửa thôi. Dạ, dạ thôi giờ có 10 cái cũng được. Ok. Thử nha. Chù cho ngon, thôi được rồi đó. Rồi đẹp, được đẹp à. Ngon à. Mạnh mẽ. Khỏe. Hay khỏe, rất là khỏe luôn á. Wow, mới có mấy cái mà đỏ mặt hết trời chú ơi. Đỏ tại máu nó dồn chứ không phải tại mệt. Nằm mệt không anh? Dồn mà. Cũng mệt mấy. Cũng mệt kìa chú. Cũng mệt mấy đó. Mệt chứ, hít đất sao không mệt được, phải mệt chứ. Có ai hít đất mà mặt không đỏ không? Hít hồi nó đỏ tới mấy cái xanh lè luôn, xanh lét luôn. Vậy không. Người này có bị bệnh gì không? Anh có bị bệnh gì không? Không, anh bị bệnh gì. À, anh có hút thuốc không anh? Không, anh không hút thuốc. Có cờ bạc đồ chè không? Không, phải đó. Ít rượu cho bia rượu thì anh cũng ít à. Chứ không nhiều. Bia rượu thì cũng được không sao. Nhưng mà anh đừng có hút thuốc là được. Tại em bị dị ứng thuốc. Anh cũng ghét hút thuốc. À, anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương. Sao vậy anh gặp nói? Em anh vui lắm. À, anh hy vọng là hai đứa sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Em tư vấn tình yêu cho bạn đi. Bạn. Em thấy anh cũng được nè, tướng tá cũng ngon. À được. Mà sao giờ chưa có người yêu vậy anh? Anh đi làm về anh ở nhà. Anh phải trả lời là tại vì anh chờ em. Trả lời vậy đó. Đúng rồi, chết chị. Hay. Chắc cũng do dân số nữa. Hồi nãy em có nghe là anh chia sẻ là do là anh yêu xa với bạn gái nên là phải chia tay á. Rồi ví dụ như giờ em ở Cần Thơ, anh ở Đồng Nai, giờ tụi mình cũng yêu xa rồi có chia tay đúng không anh? Cần Thơ, Đồng Nai cũng gần. Còn còn kia thì ở nước ngoài lắm, xa lắm. Ủa lỡ mai này em đi nước ngoài luôn rồi sao? Cái đó chưa biết trước. Hỏi khó quá cô. Đi nước ngoài là chuyện đó tính sao? Cái chuyện kia nó xui thôi đúng không? Đi xa quá ta phải chia tay chứ. Bây giờ nè, mình vô cái vấn đề luôn đi. Quan trọng là ở Cần Thơ dưới đây đó, yeah. Em tính sao? Tháng xuống một lần hay yêu đương qua gì đó, qua app qua gì, thí dụ mình bàn thử coi sao. Vô vấn đề luôn đi. Công việc của anh cũng làm cá, còn anh còn đi học thêm nữa. Nên một tuần anh có thể xuống em hai lần được không? Anh học thêm gì vậy anh? Anh học liên thông lên. À, liên thông. Anh chơi anh liên thông liên đại học nữa. Liên thông đại học đó. Dạ. Yeah. Tuần xuống lần thôi, hai lần không nổi đâu. Xa lắm. Anh sẽ cố gắng sắp xếp. Cố gắng hai lần luôn á.
mà đường cao tốc giờ chuẩn bị cái đường cao tốc Vĩnh Long Cần Thơ gần xong nữa. Thông rồi, thông rồi. Thông rồi chú. Thông rồi. Cần Thơ kìa. Cao tốc đi Cần Thơ thông rồi. Thông rồi. Mà. Thông mới thông Vĩnh tới Vĩnh Long thôi chị hai. Tới Cần Thơ chưa? À, bây giờ đi Cần Thơ có 2 tiếng mấy à? Chị hai thông cao tốc nữa đi có chưa tới 2 tiếng. Tới giờ thông từ Trung Lương cho tới Vĩnh Long thôi. À à à. Rồi từ Vĩnh Long mới qua Cần Thơ là à, còn cái thông. Nữa hả? Hiểu chưa? Thông à, chưa? Anh dạ, đừng có gung. Giờ thông. Đừng có gung. Anh đừng có gung em bị khó. Bây giờ là tháng lần đúng không? Bây giờ học lên liên thông đại học học gì vậy em? Dạ em học ngành cơ điện tử. Điện tử đúng không? Dạ. Đó. Bây giờ ở đây ở trong đây có mình đúng không? Dạ. Giờ ví dụ như dưới Cần Thơ xin được công việc trong nhà máy là Cần Thơ về làm được không? Dạ được. Đó. Sẵn sàng về miền Tây luôn ghê chưa? Đó. Bây giờ mình bàn đi, hỏi đi. Khoảng bao lâu thì mình kết hôn được em? À, nếu mình tiến tới được với nhau thì khoảng bao lâu mình kết hôn được? Nên chị cảm thấy là mình khi nào mình yêu nhau đủ rồi thì mình cưới thôi. Yeah. Cũng có thể là một tháng, hai tháng, cũng có thể là cuối năm, sang năm. Chịu chơi. Đó. Bạn lĩnh chưa? Trai gái đầu lòng. À, trai gái thì đều được hết. Hỏi người ta chứ. À, nếu mà... Định gung mà... anh. Dạ. Em gặp em có ở đâu gung. Em không gung sao anh gung? Anh không có gung anh hồi hộp thôi. Giờ hỏi đi, hỏi luôn đi. Đó. Nếu mà xin bà thì em thích con gái hay con trai? Con nào cũng được, cũng là con mình mà. Rồi hỏi tiền bạc làm về ai quản lý? À, tiền bạc thì vợ quản lý được, được hết. Cái này được đúng không? Dạ, dạ được. Dạ được. Nhưng mà có một cái là do công việc của em á, em làm ở trong chuỗi nhà thuốc á, nó hơi có say ca này kia. Thường thì có khi sáng em làm 6 giờ sáng là em phải có mặt tại nhà thuốc rồi. Còn nhầm bữa là có khi 11 giờ rưỡi em mới đóng cửa nhà thuốc luôn. Anh có dặn trong lúc mà mình tiến tới mình quen nhau hay là có khi mình đi đến kết hôn á, thì anh có thông cảm được cho cái giờ giấc làm việc của em không? Anh thông cảm được. Thông cảm được. Ủa em học dược trung hay là... Dạ, con học dược đại học rồi, con học thạc sĩ luôn rồi. Con à, đang chuẩn bị bảo vệ. Trời ơi, giỏi vậy đó hả? Dạ. Có gì khó đâu. Hai đứa ráng làm mở cái tiệm thuốc riêng. Đúng rồi. Rồi hai đứa tự quản lý, muốn gặp gì nào gặp. Được không? Dạ, có con quản lý thuốc nhưng mà ảnh bên điện mà. Thì ảnh sửa điện thuốc. Sửa điện và tiệm thuốc. Ủa thì ông về? Bắt điện quảng cáo. Về dưới đi làm điện, còn ở nhà bán thuốc. Trời ơi, hai đứa miễn sao có cái tiệm thuốc riêng là được rồi. Tương lai hai đứa ngon nha. Đúng rồi, bây hai giờ bạn học thạc sĩ luôn đúng không? Dạ. Chuẩn bị bảo vệ chưa? Dạ, chuẩn bị bảo vệ. Trời. Trong năm nay con bảo vệ. Trời, cô thạc sĩ bé nhỏ này dễ thương quá. Đây là chuẩn bị học liên thông. Cái kẹo vậy đó. Ừ. Một chàng trai khỏe mạnh. Rất khỏe. Ha. Một cô gái rất là dễ thương. Một cô dược sĩ chuẩn bị lên thạc sĩ nữa. Rồi định học thạc sĩ rồi lên làm gì nữa? Học dạ, tiến sĩ luôn không? Dạ không. Tại con học thạc sĩ là do mẹ con kêu học thạc sĩ. Kêu học gì đó hả? Dạ. Vậy mà cũng cố gắng học thành thạc sĩ không biết làm gì hết. Lỡ thạc sĩ rồi mình lên tiến sĩ luôn không? Dạ không nổi. Không nổi hả? Dạ không. Thôi thạc sĩ được rồi, mở tiệm thuốc. Mẹ hỗ trợ cho hai nhỏ mở tiệm thuốc được không? Nhưng mà nó không thích à. Chứ mua đất cho nó rồi. Cho miếng đất rồi. Đứng tên rồi. Trời ơi. Bây giờ mở tiệm thuốc tây ngay chỗ đó được rồi. Trời ơi. Mà nó không chịu. Rồi giờ nó cất dãy nhà trọ lên đó cho nó cũng không chịu. Lấy chồng cho nó sẽ chịu. Cho nên á, thiệt tình mà nói mình tìm một người mà có đạo đức cho nó, để nó dựa dẫm bờ vai cho nó vững chắc thì mình không có lo về vấn đề kinh tế. Dựa rồi phải dẫm được nha chú. Trời, bà dễ sợ chưa? Dễ sợ chưa? Bà kêu dựa là phải dẫm được. Tức là tương lai của nó thì rất là rộng mở. Chỉ có điều là nó chịu khó chút xíu nữa thôi. Mà bởi vậy cho nên á, là mình mới muốn tìm một người á, là thật sự là yêu thương nó, có đạo đức,
Cái đạo đức rất là quan trọng. Thật ra nãy giờ cậu con trai này cũng rất là hiền cô ạ. À, cậu rất là thật thà chất phác luôn đó. Nói thôi chứ đây là cơ hội, con nhận đi. Dạ. Rồi làm mở tiệm thuốc đi. Rồi ở nhà bán thuốc, có chồng ảnh đi là làm kỹ sư điện ha, là cũng rất là tốt luôn. Tại thấy con vậy chứ con ham chơi lắm chú. Thì con có được chơi đâu, con đi học không? Toàn là đi học thì đó, không tại à. Bây giờ con, nó bắt đầu chơi tại nè. Vì con học nhiều quá giờ con muốn chơi thì không chơi sao? Anh dẫn đi chơi, chơi có người dắt đi à. Chơi nè, bây giờ mở tiệm thuốc đâu đi chơi được đâu thì chú. Bây giờ đi chơi, hai đứa đi chơi chừng 5-6 tháng thôi, chơi cho đã đi, dẫn đi du lịch. Có phải thích đi du lịch không? Dạ thích ạ. Đó, chở quay đi du lịch, đi chơi cho nó thoải mái, xong hai đứa tìm hiểu nhau. Rồi nếu mà đủ lớn tình yêu á, là tới luôn. Dạ. Về Cần Thơ luôn. Dạ. Được không? Chơi nè, đi Bà Rịa chơi, rồi đi về Cần Thơ chơi. 7 công đất thế nào mà già cũng chia cho dài không? Ngon luôn. Anh thấy tương lai hai đứa là rộng mở thiệt luôn á. Nha. Cũng thấy được rồi đó con. Chứ thấy được rồi chứ. Bây vấn đề là hai đứa cảm giác như thế nào thôi. Nãy giờ con, giờ con thấy ảnh hồi hộp quá trời luôn. Gặp cô ảnh gái, ảnh không nhìn con vậy chứ. Sao giống nhìn? Con nhìn ảnh quá trời mà ảnh không nhìn con anh vậy không chứ. Dám nhìn thôi. Bây giờ tiến tới nhìn thẳng vô mắt người ta. Mắt luôn. Nè, đặt con mắt vô mắt ghê luôn. Thấy sao? Thấy thích là nhìn thẳng vô mắt liền. Thích là nhích liền. Nắm luôn hả chú? Con có thấy con trai hay đi mua vô tiệm thuốc con mua không? Dạ thấy. Nó hay mua cái gì nhất? Dạ, mua đủ thứ hết vô. Mua đủ thứ hết trơn luôn. Nhưng mà loại nào con cũng tư vấn được. Mặc dù chưa sử dụng nhưng con vẫn tư vấn được. Con bây giờ đi tìm thuốc mua thuốc chưa? Dạ có. Con mua thứ nào khác thuốc chưa? Dạ có. Nó mua thứ khác thuốc rồi đó. Thôi tự nói chuyện nhau đi. Bình tĩnh anh ơi. Tính hỏi mua con gì? Mua khẩu trang. Bình tĩnh anh ơi. Rồi bây giờ nói cái gì đó cho em gái nghe đi. Ra đây là những cái giây phút mà hai bạn có thể cảm nhận về cái cảm xúc của nhau rõ nhất nè. Hai bạn tự nói chuyện với nhau, trao cho nhau những cái cảm xúc để mà cùng nhau bấm nút á. Anh muốn cái gì đó, lúc này anh đang suy nghĩ gì về em đó. À, anh không anh không dám nói là anh là người tử tế, cũng không dám chắc sau này sẽ cho em được hạnh phúc. Nhưng mà người đi với anh đến cuộc đời này là em, thì anh sẽ dành cho em những điều tốt đẹp nhất của anh cho em. Anh Gu á, để em nói nha. À, bây giờ hiện tại á là mẹ em thì rất là mong muốn em tìm được một người bạn đời, cũng như là những bước chung với em suốt cuộc đời còn lại. Em thì cảm thấy là tuổi của mình cũng còn chưa đến đâu, nhưng mà em sẽ cố gắng, tụi mình sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu nha. Ok. Mình bình tĩnh đi về đi. Anh hát bài cho đỡ rung rồi, hát cho cô gái nghe bài đỡ rung rồi. À, nắm tay vô. Rồi hát đi. Từng giọt mưa long lanh xôn xao, để mong mơ trong em bay cao. Em đâu biết tình này dạt dào, phố xá thân thang riêng ai về, mơ lúc phải kể. Bỗng thấy miên man từng đêm những cơn mê, nhẹ nhàng rú trong đêm thâu, lung linh cơn mưa ngâu. Mưa reo mãi làm gì giọt sâu, hơi trái tim cô đơn lạc loài, hãy nở nụ cười. Rung quá rồi em hát đi. Người ta rung quá rồi. Rung quá cái hát đi. Ai ơi con biết hát. Em hát bài gì đó, thuốc men rồi cái gì khác thuốc đó. À, anh đáng đi về rồi em bóp thuốc cho anh bớt rung lại. Được. Chưa giờ. Thôi về chỗ đi. Cái cô nó có hài hước lắm luôn á. Bà này có thú vị lắm luôn á. Ừ. Trong cuộc tình này á là em gái chủ động hết nha, vui đó nè. Đưa tay đừng có để ruột em gái đó nha, sát vô cưng đó. Học học cao hiểu rộng, giao tiếp tốt, tư vấn tình yêu, tư vấn mua bán thuốc, các loại khác thuốc được hết luôn đó. Cậu biết hết tất cả mọi thứ, không có giấu được gì đâu nha. Bây giờ để tay nút bấm đi, hai bạn sẽ chiêm nghiệm lại những cái khoảnh khắc vừa rồi.
những cái lời nói vừa rồi, xem rằng chúng ta có hợp nhau hay không, chúng ta có thật sự là cần nhau hay không. Hai bạn sẽ có cái khoảng thời gian để suy nghĩ và sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Lan nha. Mà khi đã quyết định bấm nút, tức là phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình, chứ không phải bấm đại, bấm cho có, bấm cho vui. Chứ chị Lan nói em hồi hộp á. Bấm vì mình nha, mình thích mình bấm, mình thấy đúng đây rồi. Là đúng một nửa bánh ghép của mình bấm, còn không thích không bấm, không đúng bấm rồi. Vì điều gì cả, mình hãy nhường nút bấm nó cho người khác, đừng có không thích mà vẫn bấm. Ok chị Lan đếm nhá, 1, 2, 3 hết thời gian. Chính thức các bạn này hẹn hò với nhau, nào nắm tay nhau đi nào. Xin phép bác cho tụi con hẹn hò với nhau và hứa với bác gì đó. Dạ, con xin phép bác là cho tụi con được hẹn hò với nhau. Con hứa là sẽ chăm sóc cho em được chăm sóc cho em và lo cho em tương lai sau này được hạnh phúc. Bác đồng ý rồi đó. Được không gái? Dạ. Được không? Thấy ấm áp không? Nắm tay cảm giác như sao? Anh run hoài luôn. Thì đó, bây giờ là mình anh làm... bấu tay con hoài luôn. Bấu luôn hả? Rồi về kiếm thuốc bớt rung cho nó nha. Dạ. Rồi cố gắng giữ nha. Phải chăm sóc nhiều, ráng xuống Cần Thơ nhiều nhiều xíu. Kẹt không xuống được thì phải nhớ FaceTime hay gì đó, gọi hình cho chinh phục em gái Cần Thơ nha. Dạ. Biết đâu mình trở thành người Cần Thơ thì sao? Cần Thơ gạo trắng nước trong nha. Dạ. Ai đi đến đó lòng không muốn về. Rồi chúc mừng hai đứa.